Thưa quý vị, hôm nay ngày 17 tháng 2, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà và đoàn công tác của Chính phủ đã đi kiểm tra tiến độ thi công đoạn cao tốc Diễn Châu - Bãi Vọt thuộc dự án cao tốc Bắc Nam phía Đông giai đoạn từ năm 2017 đến năm 2020 và đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu thuộc dự án đường dây 500 kV Mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối. Kiểm tra tiến độ thi công tại hai vị trí của đường dây 500 kV Quảng Trạch - Quỳnh Lưu, Phó Thủ tướng đã tặng quà động viên thăm hỏi cán bộ, công nhân, người lao động tham gia dự án. Theo báo cáo của EVN-NPT, đến nay tổng cộng đã thực hiện bàn giao mặt bằng được 94% vị trí móng cột. Hơn một tuần gần đây, tính từ ngày 28 tháng 1 năm 2024 đến hết ngày 16 tháng 2 năm 2024, đã triển khai thi công thêm 421 vị trí móng, bàn giao thêm 733 vị trí móng cột. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất hiện nay với dự án là thủ tục chuyển đổi đất rừng, đường tạm phục vụ thi công của từng dự án thành phần. Công tác thi công có những khó khăn về huy động máy móc thiết bị. Dự án Diễn Châu - Bãi Vọt có chiều dài trên 49 km đi qua hai tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh, là dự án BOT với tổng mức đầu tư trên 13.300 tỷ đồng. Thời gian thi công dự kiến 3 năm, hoàn thành tháng 5 năm 2024. Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, giá trị sản lượng của các nhà thầu tương đương 72% giá trị hợp đồng. Hiện tiến độ một số hạng mục chưa đáp ứng được yêu cầu. Với các kiến nghị của nhà đầu tư và địa phương liên quan tới việc đầu tư ngay nhánh trái hầm Thần Vũ, giai đoạn 1 hiện nay chỉ xây dựng nhánh phải, còn nhánh trái dự kiến đầu tư sau và xây dựng thêm các nút giao để mở ra không gian phát triển mới, phát huy tối đa hiệu quả dự án, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà ghi nhận, đề nghị các chủ thể nghiên cứu kỹ lưỡng tính toán hiệu quả tổng thể và báo cáo cụ thể hơn tại cuộc họp sau khi thị sát hiện trường. Còn trong chiều nay ngày 17 tháng 2 tại thành phố Hà Tĩnh, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp với lãnh đạo các bộ ngành, Ủy ban Nhân dân các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Bình về kiểm điểm tình hình triển khai các dự án trọng điểm giao thông vận tải và truyền tải điện trên địa bàn, thảo luận các giải pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án này. Tại cuộc họp, đại diện lãnh đạo các tỉnh, đơn vị đã trình bày những khó khăn vướng mắc đối với các dự án trọng điểm đi qua địa bàn, kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành tháo gỡ các vướng mắc để dự án được triển khai nhanh. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng đánh giá cao và biểu dương 3 tỉnh tập trung cao độ để thực hiện nhiệm vụ chính trị liên quan công tác tái định cư, giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, Phó Thủ tướng nhìn nhận vẫn tồn tại những khó khăn, nhất là đáp ứng tiến độ rất gấp của các dự án. Vì vậy, rất cần phối hợp chặt chẽ giữa Trung ương và địa phương trong triển khai các dự án trọng điểm quốc gia. Liên quan đến dự án đường dây 500 kV đang tồn tại khó khăn liên quan đất rừng tự nhiên, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ ngành cần phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội để sửa luật. Trước mắt, tuần cuối của tháng 2 này cần phải ra một nghị quyết của Chính phủ liên quan việc sử dụng đất rừng tự nhiên. Đối với các dự án cao tốc Bắc Nam đi qua các địa phương, Phó Thủ tướng đề nghị tập trung giải quyết nốt các vướng mắc tồn tại về giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư cần nghiên cứu mở thêm các nút giao đường cao tốc để tạo thuận lợi cho đi lại, phát triển kinh tế xã hội của địa phương, phù hợp quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh. Do đó cần bổ sung quy hoạch với tinh thần khó mấy cũng phải làm, nỗ lực trong tháng 3 trình Chính phủ điều chỉnh quy hoạch để bổ sung thêm nút giao này. Các địa phương thông qua cơ quan đầu mối là Bộ Giao thông Vận tải, báo cáo Thủ tướng Chính phủ, nhất là cơ chế vốn bảo đảm hiệu quả. Chính phủ sẽ sớm xem xét quyết định việc điều chỉnh này. Về vấn đề điều chỉnh một số đoạn tuyến do một số lý do, Phó Thủ tướng cho rằng ở đây có vấn đề có thể sai thiết kế, phải xem xét kỹ, nếu sai thì phải sửa, nhưng phải đúng trình tự thủ tục. Bộ Xây dựng cần ban hành văn bản chung đề cập phương pháp xác định giá vật liệu tại mỏ. Đối với địa phương, Phó Thủ tướng cũng lưu ý cần đảm bảo an ninh trật tự cho thi công các dự án. Tiếp đó, Phó Thủ tướng đã đến kiểm tra tiến độ dự án cao tốc Bắc Nam giai đoạn 2021-2025, đoạn Bãi Vọt - Hàm Nghi - Vũng Áng và thăm động viên công nhân, người lao động trên công trường. Thưa quý vị, cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã xảy ra cách đây 45 năm. Đó là sự kiện lịch sử không được phép lãng quên. Quá khứ 12 ngày đêm, chiến đấu giữa đèo Khao Chỉa dường như đã xa. Nước mắt và vị đắng đã mờ nhạt, nhưng nỗi nhớ thì vẫn còn khắc sâu trong nơi tâm khảm của những người lính trong cuộc. Đèo Khao Chỉa trên khu vực biên giới thuộc huyện Quảng Hòa, tỉnh Cao Bằng. Dấu tích về những trận đánh ác liệt 45 năm về trước giờ chỉ còn lại trong ký ức của những cựu chiến binh ngày ấy. Họ vốn là bộ đội làm kinh tế thuộc Trung đoàn 567. Khi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc nổ ra, đơn vị được giao nhiệm vụ phối hợp với các lực lượng chiến đấu trên mặt trận Cao Bằng, chốt giữ đèo Khao Chỉa. Cái giao tranh ở đấy nó cực kỳ ác liệt, kể cả ngày, đêm. Và cái
Hỏa lực thì gồm có xe tăng, địch là gồm có xe tăng, loại xe thiết giáp, các loại xe vận tải và các cái thê đội thay nhau liên tục này, đánh phá. Thế còn phía ta thì chỉ có cái lực lượng dân quân du kích là đảm bảo về cái hậu cần, cái lực lượng bộ đội địa phương là chúng tôi của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh các bạn ấy thì là bám trụ. 12 ngày đêm chiến đấu tại Khao Chìa, hai tiểu đoàn thuộc trung đoàn 567 đã hoàn thành nhiệm vụ để rồi rút về tuyến sau. Trong ký ức của bà Tống Thị Thanh, hình ảnh những nữ y bác sĩ trung đoàn 567 ngày ấy sẽ chẳng thể phai mờ. Năm 1979, khi đang là thiếu nữ tuổi 19, bà Thanh đã cùng với những đồng đội của mình tham gia hỗ trợ bộ đội chiến đấu và chăm sóc các thương binh. Mọi người bảo sơ tán thương binh thì lúc đấy mới chuyển được một số. Thế thì thương binh đã đang chuyển đi xuống thì đã đạn bắn ầm ầm lúc 5 giờ sáng rồi. Thì là có chị tá bảo thôi Thanh ơi nấp vào đây. Thế thì tôi cũng vào đường sau hai đứa bạn. Xong rồi cũng sợ lắm. Thế là thành ra là cứ các chị bảo cứ cúi sau lưng các chị. Thế là các chị không biết là còn bao nhiêu đạn các chị cũng bắn. Viết về em, người nữ anh hùng trong lòng đồng đội. Khẩu CGC đâu dành cho em, mà em khoác đi một sớm mai lạnh giá. Dáng em mảnh mai cô y tá, nơi chiến trường đầy nỗi xót xa. Trận tà lùng Khâu Chìa hôm qua, thương binh là chưa thể về tuyến dưới. Những người lính đang chờ em tới, bông hoa rừng quấn vào cuộc chiến tranh. Hang Keng Giềng, bản Lạc Diển, 45 năm trước là nơi chiến trận ác liệt, giờ đã trở thành nơi tưởng niệm, tri ân những người đã ngã xuống vì độc lập tự do. Một mùa xuân mới lại về, hoa đã lại nở trên đèo Khao Chìa, như cuộc sống bình yên đã trở lại nơi này và cả dải biên cương phía Bắc của Tổ quốc. Thưa quý vị, rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, quân và dân cả nước ta đương đầu với cuộc chiến tranh xâm lược trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. 45 năm đã trôi qua, nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc để thêm một lần nữa khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của dân tộc Việt Nam. Một dân tộc không bao giờ chịu quỳ gối trước bất kỳ thế lực ngoại xâm nào, sẵn sàng quyết tử cho Tổ quốc quyết sinh để bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì khát vọng hòa bình. Vào 3 giờ 30 phút rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, thực hiện kế hoạch vạch ra từ trước, địch sử dụng pháo binh bắn phá một số mục tiêu trong lãnh thổ của nước ta. Sau đó huy động 600.000 quân, trên 500 xe tăng, xe bọc thép, hàng nghìn khẩu pháo mở cuộc tiến công xâm phạm lãnh thổ Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc, từ Phong Thổ Lai Châu đến Móng Cái, Quảng Ninh. Trước tình cảnh Tổ quốc lâm nguy, thêm một lần nữa, quân và dân Việt Nam không còn con đường nào khác là buộc phải cầm súng chiến đấu để bảo vệ độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của mình. Đối mặt với một đội quân từ bên kia biên giới phía Bắc, Việt Nam vào ngày 17 tháng 2 năm 1979, chỉ có lực lượng công an vũ trang, dân quân địa phương và 7 sư đoàn với tổng số quân khoảng 7 vạn người. Sự chênh lệch về lực lượng, về vũ khí trang bị là rất lớn. Thế nhưng, quân và dân biên giới đã chiến đấu kiên cường, anh dũng chặn đứng bước tiến của đội quân đông hơn gấp bội. Lúc bây giờ chúng ta chỉ có bộ đội địa phương, dân quân tự vệ, nhưng chúng ta đã chiến đấu rất dũng cảm. Thế nhưng mà tinh thần chiến đấu của quân đội ta thì vô cùng dũng cảm, được sự ủng hộ của nhân dân các cái tỉnh biên giới và đặc biệt là các đồng bào bộ đội ở miền xuôi. Những trận chiến đấu bảo vệ từng tấc đất thiêng liêng khắc sâu vào tâm khảm chúng ta, những chiến đấu anh dũng ở pháo đài Đồng Đăng, Lạng Sơn, Bát Sát, Mường Khương, Lào Cai, Trà Lĩnh, Trùng Khánh, Cao Bằng. Sự đánh trả dũng mãnh bảo vệ biên giới của quân và dân ta đã gây thiệt hại nặng nề cho quân địch. Chịu tổn thất nặng nề mà chưa đạt được mục tiêu cơ bản đề ra, lại bị dư luận quốc tế lên án mạnh mẽ. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, địch tuyên bố rút quân khỏi lãnh thổ Việt Nam. Cuộc chiến đấu diễn ra trong vòng một tháng. Tuy nhiên, những xung đột còn kéo dài 10 năm sau đó, cho đến năm 1989. 45 năm đã trôi qua, đất nước đã hòa bình và đang trên đà hội nhập, phát triển mạnh mẽ. Nhìn lại cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc,
là để khẳng định sự thật lịch sử và tính chính nghĩa của cuộc chiến đấu ấy, tri ân và tôn vinh đồng bào, chiến sĩ đã chiến đấu, hy sinh bảo vệ từng tấc đất biên cương của Tổ quốc. Tuyên truyền, giáo dục truyền thống yêu nước, lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân, nhất là của tuổi trẻ đối với các thế hệ cha anh đã không tiếc tuổi xuân, xương máu và tính mạng để bảo vệ nền độc lập, tự do, thống nhất, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Tại xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái, trong sáng nay, ngày 17 tháng 2, đoàn công tác của tỉnh Quảng Ninh và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 3 đã đến dâng hương tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ tại khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn. Khu di tích lịch sử quốc gia Pò Hèn, xã Hải Sơn, thành phố Móng Cái là nơi ghi dấu sự chiến đấu và hy sinh dũng cảm, kiên cường, bất khuất của cán bộ chiến sĩ đồn công an vũ trang 209 Pò Hèn, nay là Bộ đội Biên phòng Quảng Ninh, cùng các công nhân lâm trường Hải Sơn và nhân viên thương nghiệp cụm Pò Hèn. Trong không khí trang nghiêm thành kính, đoàn công tác đặt vòng hoa, dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia thiêng liêng của Tổ quốc. Trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, các đại biểu nguyện tiếp nối truyền thống vẻ vang của thế hệ đi trước, đoàn kết khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân tin tưởng giao phó, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.